Đây là anh Idut Nie, trú ở Buôn Vít, xã E Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khi đang trên đường đi làm rẫy về, anh Idut Nie đã bị tai nạn giao thông rất nguy kịch. Sau đó, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Sau khi được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe đã dần ổn định. Nhưng anh Idut vẫn hôn mê và không có một người thân nào ở bên cạnh. Tình cờ, thời điểm này, Thượng úy Phạm Việt Đức, cán bộ công an huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, đến thăm người nhà đang điều trị tại bệnh viện này. Thấy tình cảnh như vậy, đồng chí Đức đã xin phép đơn vị ở lại cùng y bác sĩ tại bệnh viện để chăm sóc cho anh Idut Nie và chụp ảnh anh đưa lên mạng xã hội Facebook với hy vọng sẽ nhanh chóng thông tin tìm được người nhà của nạn nhân. Và qua thăm khám lâm sàng cùng như làm các xét nghiệm cận lâm sàng thì ghi nhận là bệnh nhân có chấn thương bùng kín, có tổn thương gan. Bệnh nhân này là trong quá trình theo dõi thì có các dấu hiệu về lâm sàng là bệnh nhân đau bụng nhiều hơn và bụng trướng hơn, và cho làm thêm cận lâm sàng là siêu âm thì phát hiện rằng tình trạng chảy máu nó tăng lên và chúng tôi đã chỉ định mổ kịp thời. Trong mổ thì chúng tôi phát hiện được là tổn thương gan ở hạ phân tùy 7 và chúng tôi đã khâu cầm máu. Hiện tại thì bệnh nhân hậu phẫu ngày thứ 3, mạch huyết áp ổn định, rồi bệnh nhân đã có dấu hiệu về lưu thông tiêu hóa, bệnh nhân đã tỉnh táo. Hiện tại thì hậu phẫu ngày thứ 3 ổn định rồi. Với tư cách là người công an nhân dân, cách mệnh trong tâm tư luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm là đảm bảo quyền lợi cho người dân, nên tôi đã có đăng tải hình ảnh của ông Idut này lên trên mạng xã hội để mong được sớm tìm được người nhà. Trong quá trình ông nằm đó thì nói chung là đang trong tình trạng rất nguy kịch. Sau đó là người thân đã biết được thông tin này, đã liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi đã chỉ lên đúng địa điểm. Trong quá trình mà người nhà chưa lên thì tôi cũng có hỗ trợ chỗ bệnh nhân, nói chung là cũng chăm sóc về sức khỏe thay cho người nhà. Sau khi Thượng úy Phạm Việt Đức đăng tải hình ảnh anh Idut lên Facebook, được sự chia sẻ của cộng đồng mạng, chỉ trong một thời gian ngắn, người nhà của anh Idut đã nhận được thông tin và kịp thời đến bệnh viện chăm sóc cho anh. Nhờ đó mà tình trạng sức khỏe của anh Idut ngày càng ổn định hơn. Rồi có một người công an đăng Facebook, rồi thấy hình của anh trai của mình. Mẹ bạn đã bình luận đã thấy anh trai của mình đang nằm bệnh viện, không có ai, nên thông báo cho gia đình đến để chăm sóc cho anh trai của mình ạ. Qua đây em xin cảm ơn công an với cán bộ đã giúp đỡ chúng tôi qua nghiêm vực nguy hiểm. Sự cảm thương chia sẻ và việc làm của Thượng úy Phạm Việt Đức, cán bộ công an huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã để lại cho gia đình của anh Idut Nie những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp.